Hello, xin chào mọi người. Thì ngày hôm nay mình sẽ review Foilet là một trong những đạo cụ mà mình rất là yêu thích. Thì bởi vì đây là cái bàn nó hơi nhỏ, các bạn sẽ để cái điện thoại đây. Sẵn này đập hộp review cho các bạn nha. Đây là nhãn hàng Lightoy. Lightoy là một trong những cái nhãn hàng mà có cái nhóm biểu diễn hàng đầu về tất cả các môn biểu diễn nghệ thuật này. Thì đây là một cái cặp voi mà mình thuê của anh Bin. Anh Bin là trưởng nhóm của The Fine Art. Và mình hôm nay thì mình xin được chia sẻ cho mọi người được biết về đây là cặp Lightoy này các bạn. Đấy, đây là Foilet. Foilet này rất là ok. Đấy, rất là nhẹ nha các bạn. Đấy, mình có thể cầm mà làm rất là được nhiều thứ. Tốt tinh được đầy đủ các thứ. Và tổng chiều dài của nó thì nó, mình sẽ sơ sơ cho các bạn, tập 46 xăng cùng. Đấy, ngang của mình là cũng đã 20 rồi. Đấy, thì mình rất là ưng ý về cái chất lượng, về cái phần boy này các bạn. Điểm led của nó rất là dày các bạn ha. Đó, thấy không? Rất là nhiều bóng. Rồi thì bây giờ cách mở của nó cũng rất là dễ thôi các bạn. Khi mà mình sạc thì ở đây nó có cái hộp của nó cũng rất là ổn áp. Sạc rất là đẹp các bạn ha. Nhìn rất là nghề nghệ, rất là đáng yêu. Rồi đi sạc, cục sạc này các bạn. Pin của nó là pin, mình không có soi kỹ được ở bên trong, nhưng mà đây là một cái pin rất là pin lithium rồi. Rồi công tắc ấn cũng rất là xịn. Đấy, mình sẽ kích hoạt cho các bạn nha. Đấy, kích hoạt thì mình sẽ ấn giữ một lần. Rồi, đến về đây là mình sẽ có những cái gọi là lập trình. Một, ấn thêm lần nữa. Tại vì ở đây nó chỉ có một cái lập trình thôi. Mình có thể lập trình 3 đến 4 cái ở trên này cũng được. Thì khi mà mình biểu diễn một địa điểm có thể lập trình cái này, xong tới chỗ khác thì mình chỉ cần ấn sang, nó nhảy sang cái bóng led số 2 thì nó là lập trình số 2. Đấy, thì khi mà ví dụ như mà mình xác nhận đây là bài đầu của mình đúng không, thì mình sẽ ấn tì thêm một lần nữa. Thì khi mà nó vào tư thế là standby rồi, thì khi mà mình chuẩn bị á, thì lúc đó mình sẽ cầm cái dây này các bạn. Cái dây của nó cũng rất là mắc nha. Cái này này các bạn, cái mắc là cái sần xoay. Đấy. Rồi thì khi mà cái cầm boy thì để như vậy, bỏ vào. Đó, lý do mà mình và rất là nhiều anh em hay để như thế này là khi mà cầm nó như thế này nó dễ thu về. Và sau đó thì mình chỉ cần ấn bùm một cái. Đấy, đây là cái bài lập trình của mình. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ mở đồng bộ hóa lúc 2 cây cho các bạn xem ha. Đó, nó sẽ hiện lên như vậy. Xong rồi mình sẽ giữ thêm một lần nữa. Đấy, giữ nhẹ một cái là nó sẽ về tư thế này. Xong mình sẽ kích hoạt. Khi mà ví dụ như 2 cây mà một cây mình ấn lỗi thì mình có thể tì lại một lần nữa, tì nhẹ. Đó, nó sẽ về cái tư thế ban đầu. Mình giữ thêm một lần nữa, xong tì thêm một lần nữa thì nó sẽ về hai cây cùng giống nhau. Và sau đó thì công việc của mình rất là đơn giản thôi, là khi mà đến cái phần đoạn nhạc mà mình bắt đầu chuẩn bị diễn ấy, thì mình sẽ căn và bấm luôn. Ví dụ như là nó sẽ có khoảng một lần 8 đầu, mình bỏ ra 1 2 3 4 5 6 7 8 bấm, thì lúc đó là mình chỉ có việc là chơi thôi các bạn ha. Ví dụ nha, 5 6 7 8 kích hoạt. Đấy, hai cây cùng một lúc nó rất là ảo. Đấy, bùm. Đấy, boy này rất là sáng, mặc dù là rất là ban ngày nha các bạn, nhưng mà chúng ta vẫn có thể thấy được cái hiệu ứng của nó này ha. Đó, thì boy này thì mặc đồ màu đen thì nó rất là hợp. Đấy, rất là sáng các bạn ạ. Đấy luôn. Và thời gian sử dụng của cặp boy này thì là nó khoảng tầm 3 đến 4 tiếng nếu mà mình cứ để cái này mà chơi, rất là trâu ha. Rồi, thì khi mà mình tắt á, mình sẽ giữ tì đè nó trong vòng 5 giây là xong.
đó là tất tần tật về những cái phần foil led này thì giá của nó cũng rất là cao, nó dao động khoảng tầm 1.200 đô đấy. Thì cái này có một cái hay á, nhiều người sợ đánh đập vào đây á, nó có bể hay không, thì có một cái phần review á, khi mà mình đập đập vào đây á, thì nó rất là cứng cáp và không có lo nhé các bạn. Đấy, hàng của nước ngoài, tiền nào của nó. Và nếu như các bạn mà không có quen kiểu bấm tay như thế này thì nó sẽ có một cái nút remote, có thể mình có thể bấm một cái là hai cái nó cùng lên một lần luôn, nó kích hoạt đồng bộ cũng khá là hay. Thì cái hộp của nó rất là nhỏ nhẹ và xinh xắn, nhìn rất là sang chảnh đấy. Và giá của nó thì đúng là một cái con ước mơ của mình. Hiện tại thì mình vẫn chưa sở hữu nó nhưng mà rất là vui khi mà được sử dụng và cũng như là đã được biểu diễn cái con voi này nha. Thì nếu như mà các bạn nào mà cũng giống như mình ở Việt Nam mà chưa có điều kiện để mua cái con voi giá khoảng tầm 1.200 đô này thì có thể mua với cái con voi giá khoảng tầm 1.200.000. Đấy, mình có thể cung cấp và chia sẻ cho tất cả các bạn voi nhà Việt Nam làm đấy, để cho các bạn có thể thưởng thức và biểu diễn nó, cũng như là có thể theo đuổi được cái đam mê là biểu diễn voi ha. Thì đó là tất tần tật về cái phần voi mà mình review về nhãn hàng Lifestyle. Bạn nào mà quan tâm có câu hỏi gì cứ inbox mình ha, mình sẽ chia sẻ cho mọi người về những kiến thức và kỹ năng về voice. Cảm ơn mọi người.